Làm em có được vào Gia Phả không A đâu. Cảm ơn em Bụt nhá. Chưa được, chưa được. Như thế là chưa có thành tâm rồi. Ê! Oh my god. Thôi gọi Đài Nam đi mày. Được chưa? Được. Trận này các tình yêu cho tôi một like đi, trận này tôi sẽ gánh. Anh xin lỗi được. Đi đổ rác anh ơi. Ông ơi, ông tập trung live stream đi. Đáng live stream vợ bắt đổ rác. Đấy kìa, em là đang thích cái vòng đó ấy. Một cổ ấy. Chịu. Sinh nhật ông tôi có cái 5 lít thôi nhá. Tôi nói luôn nhá, sinh nhật ông chỉ có cái 5 lít thôi ông ạ. Ông vừa bú 5 lít của tôi đấy. Đấy, cảm ơn Luân Nguyễn đăng ký hội viên nhá. Cảm ơn Vũ Nguyễn nhá. Đấy, đây rồi. Từ bây giờ tôi rep comment mấy anh em hội viên nhá. Bây giờ kênh mình chia ra thành hai trường phái. Một là con ghẻ, hai là con ruột. Anh Cường Phụng, Cường Công Phùng nữa nhá. Anh Cường Công Phùng em nhắc anh nhá. Nhắc liên tục anh đi. Liên tục. Hội viên em để bao tiền anh đi? Hội viên có 30.000 thôi một tháng. Mỗi ngày có 1.000 bạc mà. Trung ơi, thằng hai bot mất gì chưa? Mất hết. Anh xuống anh. Cứ chạy thẳng, cứ cắm đầu chạy. Chạy chỗ anh nữa thì đẹp. Đừng chết, đừng chết. Thì thôi rồi. Anh đánh khó chịu vãi lìn luôn đấy kìa. Ức chế thật sự. Đánh coi đâu kiểu gì luôn. Cay. Thôi cố gắng em. Game anh không xin lên nó đi. Oh, nó pick trước mà, nó pick luôn mà. Em pick phát nó pick luôn mà. Đánh đây kìa. Em có được vào Gia Phả không A đâu. Cảm ơn em Bụt nhá. Chưa được, chưa được. Như thế là chưa có thành tâm rồi. Ê! Oh my god. Thôi gọi Đài Nam đi mày. Được chưa? Được. Trận này các tình yêu cho tôi một like đi. Trận này tôi sẽ gánh. Đăng ký được nhưng mà nó bắt nhập mã thẻ các thứ A dài ơi. Này thằng tí con này. Đúng rồi. Nó phải có mã switch sở hữu linh tinh bang cả mà. Tại vì cái đấy nó là thẻ Visa ấy Bụt ạ. Ôi cảm ơn em nhá. Rồi nó ăn. Để đấy cho tao. Đừng có ăn nữa. Bốn rồng lửa tí con rồng nó khạc. Hello. Nói hết lời. Trung ơi, cứu anh được không? Không được rồi. Quỷ ấy. Ok. SCS rồi, đép Baron đi. Lo ăn kìa, nó đớp cho anh em ơi. Anh ra này. Đánh được nhá, đánh cạnh thằng AC nhá, AC nhiều đam ấy. AC được chơi là win. Hai. Mở đi sớm đi chứ. Chết hết kìa thấy không? Chết hết kìa. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ơ thằng này sao, ba thằng tốt rồi. Đây này đi. Ok. Có ở chung. Đây. Right,
dồn hết vào nó luôn. Nó vẫn thoát được, nó vẫn thoát được cái gì rồi. Lồng lửa 4 này. Ê, Baron ơi. Bỏ Baron ăn lồng lửa 4 em ơi. Ăn lồng lửa 4 đi, bỏ Baron đi. Thật đấy, ăn ăn lồng lửa 4 ngon hơn em ơi. Rỉa thôi, rỉa thôi, rỉa thôi, rỉa thôi, rỉa thôi, rỉa thôi. Rỉa thôi. Dòng lửa 4 này, dòng lửa 4 này. Thằng ngố ấy, nó cứ tiến 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 lên. Khó điên. Chạy chung ơi, chạy chung ơi, chạy chung ơi. Ok. Lửa 4 Baron, lửa 4 Baron. Đấy, dụ nó ra lửa 4 đánh dễ hẳn. Đầu châu ăn Baron mất công lửa 4 nó cút. Vẫn phải đánh lùi nhá, có bắt lùi nhá chung nhá, đừng có bắt tiến nhá. Anh nghe này, lấy trụ rồi. Được rồi. Nào nào. Giết luôn ngài, giết luôn view. Bruh. Luôn. Ôi trời ơi, em cảm ơn anh Cường nhá. Thank you anh Cường. Châm anh thế phiệt, yes sir. AD này, AD này. Ôi, hết á. Cứ mở điên thằng. Nhưng không mở bị áo ấy. 10 giây, 9, 8, 7. Oh my god. Baby. Bắt buộc anh em ạ, bắt buộc phải spam. Team mình nó có bát gà quá. Cái turn đấy thằng Gaina không nên mở làm gì cả. Pha mình mà có mic là mình côn thằng ấy rồi. Pha cứ để tôi mở thôi, góc tôi đẹp. Đưa đi em ơi. Đợi nào, đợi nào, đợi nào, đợi nào, mạnh nhất đang ở nhà. Không qua đây luôn. Rồi, hay. bốn mươi giây em ấy ra đây. À thôi bỏ đi anh ơi. Suni tèn khó. Tôi bắt anh ấy. Ok mày. Cố đợi được anh 90 giây thì ngon, là ngon nhất. Boss này. Đợi cái flash của anh không? 60 giây. Luôn đép trong luôn, đép trong luôn, đép trong luôn. Đép trong luôn. Oh my god. Oh, chết rồi. Chết rồi. Nó bảo Midgard kìa. Ui. Con rồng lồ cả ác quá. Anh làm đến thế rồi anh cũng làm hơn được ấy. Gần 50.000 dam. Trung mắc ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video lần này. Nhớ like, đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ cho Zcom nhé.